Chiều ngày 28 tháng 10 tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh và thảo luận về công tác phối hợp trong thời gian tới. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền. Dự hội nghị có 180 đại biểu là đại diện các sở ban ngành của ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân huyện, xã, các khu vực giáp ranh và đại diện các đơn vị chủ rừng. Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc chi cục kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức được gần 1.230 đợt tuần tra, truy quét các đối tượng xâm hại đến tài nguyên rừng tại vùng giáp ranh. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 98 vụ, tịch thu hơn 158 mét khối gỗ các loại, 60 kg nhựa thông, 31 cá thể động vật hoang dã, 3 ô tô, 2 xe máy, 8 cưa xăng và 2 khẩu súng tự chế, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ 166 triệu đồng. So với giai đoạn 2018-2020, tổng số vụ phát hiện lập biên bản giảm 65%, khối lượng vi phạm gỗ các loại giảm 82%, diện tích thiệt hại giảm 100%. Sau khi thông qua dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, báo cáo tham luận của các đơn vị chủ rừng, các địa phương, chi cục kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi thống nhất sửa đổi bổ sung và ký kết ban hành quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Theo đó, các đơn vị tiếp tục xây dựng chương trình công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Tại hội nghị, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Ủy ban nhân dân ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa và chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương vùng giáp ranh tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng.